thường trực công ty cổ phần MISA. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Tô Minh Thiên, giám đốc chi nhánh Bravo thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về chủ đề giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP, vai trò trong quá trình chuyển đổi số. Xin trân trọng kính mời ông. Kính chào tất cả các đại biểu trong ngày hôm tháng này. Thì tiếp theo cái Bravo thì cũng đại diện Bravo trình bày cái đề tài về việc triển khai phần mềm ERP trong cái việc chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thì qua trình bày của anh Quang cũng như Trường về cái việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp và qua hai đề tài mạnh mẽ trình bày này thì mình cũng cảm thấy rằng việc chuyển đổi số của một doanh nghiệp là bắt buộc. Thì vậy vai trò của ERP trong chuyển đổi số doanh nghiệp là gì? Thì đầu tiên chúng ta cần phải có một khái niệm phần mềm ERP là gì và vai trò của nó và tại sao phải đầu tư phần mềm ERP cho doanh nghiệp. Thì từ khi thành lập và bắt đầu hoạt động thì các doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, các người quản lý đều phải đặt mục tiêu là phải làm sao quản lý được cái tài sản, nguồn lực mình đã đầu tư, phải đảm bảo được nguồn tài sản này và làm sao cái tài sản này phải được phát triển một cách hiệu quả. Thì việc quản lý các cái tài nguyên của doanh nghiệp, chẳng hạn như là hàng hóa, tiền, nguồn nhân lực của mình trong một doanh nghiệp đang hoạt động như nào, tại các bộ phận, chẳng như mua hàng, bán hàng, hàng tồn kho hay là quản lý sản xuất hay là sản xuất, thì việc quản trị những cái nguồn dữ liệu này đối với một người lãnh đạo, đối với một doanh nghiệp là luôn hàng đầu và phải tức thời mọi lúc mọi nơi khi cần để làm sao có thể đưa ra được cái quyết định về việc chiến lược kinh doanh thật chính xác cũng là nhanh chóng. Thì các cái việc mà tài nguyên của doanh nghiệp bao gồm tài sản hay các cái vật chất hoặc là các cái quy trình nghiệp vụ tại các bộ phận sẽ phát sinh ra các cái dữ liệu hoạt động. Các dữ liệu này cần phải được thu thập, được phân tích để ra một cái bức tranh về các cái hoạt động của từng quy trình nghiệp vụ, từng bộ phận một, để làm sao cho ban lãnh đạo có thể nhìn thấy được một con số, một cái phân tích về các chỉ số hoạt động hiện tại của anh như thế nào, đạt được kế hoạch hay không, và sắp tới tôi sẽ làm cái gì. Thì đối với một trong thế giới cái công nghệ 4.0 hiện nay cũng như là các hoạt động việc cạnh tranh khốc liệt hiện nay thì đòi hỏi những cái số liệu này phải được tức thời, nhanh chóng, đáp ứng mọi lúc, mọi nơi khi ban giám đốc yêu cầu, người lãnh đạo yêu cầu. Vậy thì chúng ta cần một công cụ. Cần một công cụ làm sao có thể huy động mọi nguồn dữ liệu tại các bộ phận và tổng hợp chúng để làm sao chúng ta có thể phân tích ra được những cái dữ liệu ban lãnh đạo cần khi để ra quyết định. Thì vậy thì cái công cụ đó chính là phần mềm ERP. Vậy thì tóm lại phần vai trò phần mềm ERP trong doanh nghiệp là cái gì? Đó là làm sao chúng ta tích hợp lại được hệ thống. Toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp làm sao phải có một cái môi trường để tất cả các bộ phận, các phòng ban, các quy trình nghiệp vụ đều được hoạt động trên đấy và các nguồn dữ liệu sẽ được thu thập toàn diện trên một hệ thống.
Việc thu thập này, việc quản trị này giúp cho chúng ta tối ưu hóa là các quy trình nghiệp vụ hiện có, giảm thiểu những cái trùng lắp trong quá trình hoạt động và tận dụng những cái dữ liệu qua lại giữa các bộ phận với nhau, làm cho chúng ta tối ưu hóa được cái tài nguyên của doanh nghiệp cũng như là nguồn lực của doanh nghiệp. Và dựa vào các dữ liệu này thì phần mềm EV cũng giúp cho các doanh nghiệp đưa ra những cái phân tích, một cái bức tranh về hoạt động của một doanh nghiệp ở quá khứ, ở hiện tại cũng như tương lai như thế nào, thông qua các cái report, chẳng hạn như so sánh giữa kỳ này kỳ trước, hay giữa kế hoạch, hay là phân tích những chỉ số cho tương lai phát triển như thế nào. Và dựa vào những phân tích này thì ban lãnh đạo cũng có thể đưa ra những cái quyết định hoạt động của mình sắp tới, những chiến lược kinh doanh sắp tới cho một cái doanh nghiệp để hoạt động làm sao cho nó hiệu quả. Thì với vai trò của một phần mềm EV trong doanh nghiệp khi mình chuyển đổi số, thì rõ ràng cái việc đầu tư phần mềm EV trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, khi mình đầu tư nó sẽ có những cái lợi ích mang lại cho các doanh nghiệp khi mình đầu tư một cái phần mềm vào EV và quản trị. Cái yếu tố đầu tiên, cái lợi ích đầu tiên chắc chắn rồi, đầu tư một cái gì thì mình cần phải có một cái lợi đầu tiên, đó là cái lợi ích, thì đấy là cái đầu tiên, tức là tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm chi phí, khi mình ứng dụng một cái sản phẩm công nghệ vào thì nó sẽ làm cho thứ nhất là cái quy trình nghiệp vụ của mình nó chuẩn hóa hơn, các dữ liệu mình được kế thừa không phải lặp đi lặp lại. Và lúc nãy cũng như anh Quang cũng chia sẻ, các cái vấn đề khi ứng dụng công nghệ mình sẽ giảm thiểu những cái việc tác vụ cá nhân, và mình sẽ số hóa cũng như là tự động hóa nhiều hơn, giảm thiểu cái nhân lực công nghệ và tăng hiệu suất lao động của con người. Thay vì hồi xưa trước giờ là phải 5 người làm một công việc với khối lượng việc như vậy, bây giờ 5 người có thể làm một khối lượng công việc gấp đôi, gấp ba và vẫn đảm bảo được những cái đảm bảo được công việc thực hiện tốt hơn và vẫn đảm bảo được phân tích dữ liệu các cái report cho ban giám đốc và lãnh đạo. Cái thứ hai, cái lợi ích thứ hai của phần mềm EV là tính sự cải thiện sự cộng tác. Khi mình đã được trên đã nói là ứng dụng EV thì đây là một cái hệ sinh thái cho toàn bộ các doanh nghiệp, cho toàn bộ các bộ phận, các nhân sự trong công ty tương tác. Thì cái này giữa các phòng ban với nhau, giữa các nhân sự với nhau, giữa các thành phần làm việc trong một doanh nghiệp với nhau, thì lúc này mọi người sẽ tương tác trên phần mềm, cải thiện cái việc trao đổi dữ liệu với nhau hơn, thay vì cứ phải gọi điện, email hoặc là giấy tờ với nhau, thì tất cả mọi thứ chúng ta sẽ trao đổi thông qua một cái công cụ, đó chính là cái phần mềm EAB. Và cái thứ ba đó là cái lợi ích thứ ba nữa là cải thiện các cái quyết định cũng như định hướng chiến lược nhanh chóng hơn. Thì thông qua phần mềm EAB, khi ban giám đốc cần phải quyết định một cái chiến lược kinh doanh, thay vì phải đến từng bộ phận yêu cầu cho cung cấp cho tôi số liệu để tôi ngồi tôi phân tích xem cái chiến lược tôi định đầu tư có tốt hơn, chẳng hạn như mình đầu tư là sản xuất thêm một sản phẩm mới, vậy thì nguồn tiền ở đâu của tôi để đầu tư, sản phẩm mới này như thế nào, sắp tới bán như thế nào, hay là tài sản nào, cái công suất máy của tôi có đáp ứng được cái sản xuất sản phẩm này mới này không, khi tôi đưa sản phẩm mới này vào sản xuất. Thì vậy thì nếu mà không có sản phẩm EV thì có nghĩa là phải đến từng phòng ban một chúng ta yêu cầu những cái report, và phải có một người ngồi tổng hợp lại những cái report này để đưa ra những chỉ số phân tích. Thì vì vậy thì phần mềm EV sẽ giúp chúng ta, thứ nhất là có thể truy xuất tức thời tất cả những thông tin chúng ta cần cho cái chiến lược này bằng một cái nhấp chuột. Bằng khi nhấp chuột vào thì tất cả những thông tin liên quan với một cái chiến lược đầu tư đấy, người lãnh đạo có thể trực tiếp xem, và rõ ràng lúc này chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ra được những quyết định, thay vì phải chờ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng để từng bộ phận ngồi tập hợp và lỡ mất cái đầu tư của mình đi. Thì vậy thì cái việc mà cải thiện quyết định và cái định hướng chiến lược nhanh chóng này là cái rất quan trọng trong cái việc
đầu tư các sản phẩm TIB. Cái thứ tư của cái lợi ích khi mang lại của cái EIB đó là tăng cường kiểm soát cái tăng cường khả năng kiểm soát cũng như quản lý cái rủi ro. Thì khi các ban lãnh đạo, các ông chủ bao giờ cũng vậy, khi thành lập doanh nghiệp chúng ta phải làm những quy trình nghiệp vụ, đưa ra những quy định, quy chế để mình tuân theo, để các người, những cái nhân sự làm phải tuân theo để đảm bảo rằng cái hoạt động của mình đúng theo định hướng ban đầu mình đề ra, cũng như đảm bảo rằng hoạt động doanh nghiệp phát triển. Thì việc kiểm soát này nếu như chúng ta làm như lúc trước giờ là bằng giấy, bằng văn bản, bằng giấy tờ thì rất là nhiều khê và mất rất là qua nhiều lớp. Thì đối với phần mềm EIB chúng ta chỉ cần truy cập vào, ràng buộc tất cả những cái nghiệp vụ, những chứng từ, những quy định, quy chế trong phần mềm. Thì thứ nhất là người thực hiện luôn luôn phải tuân thủ theo rồi, và người quản lý lúc nào cũng có thể kiểm soát, kiểm tra được tất cả các việc hành động, hoạt động của các cái nhân sự trong các cái vận hành của một quy trình này, giúp cho chúng ta quản lý tốt hơn và nhanh chóng hơn để định hình được rằng có cần thay đổi gì trong quy trình không, hiện tại quy trình của mình vận hành nó tốt hay chưa tốt và đang khúc mắc ở chỗ nào. Ngoài ra thì nó sẽ quản lý tốt cho mình cái rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của mình, chẳng như hàng hóa mình hiện tại đã đến hay chưa, đến lúc nào, thời gian như vậy nó quá hạn hay không quá hạn, công nghệ của mình đã quá hạn hay chưa đối với tài chính, hay sản xuất của mình đã đúng theo tiến độ của đơn hàng mình đã ký kết với khách hàng chưa. Và một cái đặc biệt quan trọng nữa là người bên doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái nhân sự. Đấy, rủi ro nhân sự cũng là một rủi ro khá quan trọng trong doanh nghiệp. Khi một nhân sự nghỉ thì việc tìm một nhân sự để đáp ứng cái nhu cầu nó sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta ứng dụng EIB. Tại vì quy trình nghiệp vụ, các cái chứng từ nghiệp vụ nó đều đã nằm trên phần mềm hết rồi. Việc đào tạo, việc cập nhật lại rất là nhanh chóng. Thì cái này cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng khi triển khai EIB. Và cái thứ năm đối với lợi ích của EIB đó là việc tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Rõ ràng rồi, tưởng này ta phục vụ rất là tốt, tưởng này ta giám sát rất là tốt, sản xuất của anh là có đang đúng theo kế hoạch của đơn hàng hay không, đội ngũ bán hàng, đội ngũ bán hàng có chuẩn, có làm đúng theo các chính sách về giá cả và các cái nghiệp vụ liên quan đến khách hàng, chất lượng giao chăm sóc khách hàng như thế nào. Thì rõ ràng cái việc tương tác của nhân viên đối với khách hàng luôn luôn được ghi nhận và luôn tức thời cảnh báo cho nhân viên kinh doanh luôn luôn tức thời được phải giao tiếp với khách hàng, làm cho khách hàng lúc nào cũng thấy mình được quan tâm, mình được phục vụ tốt hơn, cũng như khách hàng có thể giao tiếp trực tiếp với doanh nghiệp thông qua nền tảng EIB. Có thể chúng ta làm những cái web portal, những cái công cụ app mobile để khách hàng có thể xem xét những cái giao dịch hiện tại của mình đối với doanh nghiệp, cũng như có những cái phản hồi trên những cái app hay những cái web portal đấy cho doanh nghiệp những cái thông tin, và doanh nghiệp cũng phản hồi lại tức thời những cái thông tin cho các khách hàng, thì nó sẽ đảm bảo tăng cái sự hài lòng của khách hàng hơn đối với mình. Thì với lợi ích mang lại của EIB thì việc đầu tư cái sản phẩm EIB vào quản trị doanh nghiệp trong chuyển đổi số là rất quan trọng. Và khi đầu tư vào sản phẩm EIB vào một doanh nghiệp thì tất cả các cái nhân sự trong công ty, từ ban lãnh đạo đến nhân viên cấp trung đến quản lý cấp trung đến các nhân viên đều sẽ cùng giao tiếp trên một cái nền tảng. Từ các nhân viên, từ các bộ phận, ví dụ như bộ phận mua hàng, bán hàng, bộ phận kho, bộ phận sản xuất, hay các nhân sự quản trị cấp trung, các giám đốc sản xuất, các giám đốc tài chính, hay là ban quản trị, tổng giám đốc, hay là ban hội đồng quản trị đều sẽ tham gia trên một cái môi trường, đó là phần mềm EIB. Cái môi trường này giúp cho toàn bộ
tất cả mọi người sẽ được, thứ nhất là được chia sẻ các cái dữ liệu, chia sẻ dữ liệu nhanh chóng hơn, bất cứ lúc này, bất cứ khi nào cần. Và điều hành những cái thông tin, các dữ liệu đấy cũng thông qua các phần mềm này. Thay vì phải gọi điện, mail, thì tất cả mọi vấn đề điều hành chúng ta sẽ thông qua phần mềm này, chúng ta có thể điều hành được toàn bộ cái hoạt động của một doanh nghiệp. Thì việc cái môi trường để mà hoạt động của cái phần mềm ERP thì chúng ta có ba nền tảng cơ bản. Đầu tiên là WinForm. WinForm thì nó dành cho những người mà dùng hay ở văn phòng và thao tác nhiều với khối lượng dữ liệu lớn. Chẳng hạn như cái anh quản lý tổng hợp hàng tồn kho, mà nếu mà ngồi làm trên web hoặc trên app thì nghĩ là nó sẽ không đảm bảo tốc độ. Thì chúng ta sẽ có cái WinForm. Đối với những nhân sự hay đi ra ngoài hoặc bán mình cần sự tiện lợi, cần sự nhanh chóng, thì chúng ta có thể có môi trường webpay hoặc là app mobile. Thì đây là các ba cái môi trường mà cái nền tảng ERP sẽ cung cấp cho mình để mình có thể giao tiếp lẫn nhau, giao tiếp trong cái doanh nghiệp của mình. Thì với cái vai trò quan trọng của ERP trong chuyển đổi số của doanh nghiệp và cái tầm quan trọng của ERP trong doanh nghiệp, thì việc triển khai ERP thấy là rất quan trọng của doanh nghiệp. Vậy thì triển khai ERP, các cái yếu tố nào để mình triển khai ERP thành công? Tại vì mình biết triển khai ERP thì mình thứ nhất là đầu tiên mình phải đầu tư một cái chi phí tiền rất là lớn, bao gồm về tiền bản quyền phần mềm ERP, tiền máy móc thiết bị server, ngoài ra còn cái thời gian công sức của mình để đầu tư. Thì việc đầu tư này chúng ta cũng phải cần lập một kế hoạch cụ thể để làm sao những cái yếu tố này để mình đánh giá lại và triển khai làm sao để cho nó thành công hơn ứng dụng được vào một doanh nghiệp. Thì chúng ta có một số các cái bước mà chúng ta cần để mà triển khai một cái sản phẩm ERP. Cái đầu tiên là làm sao xác định được cái nhu cầu, cái chiến lược của ban giám đốc. Cái mục đầu tiên này khá là quan trọng. Tại vì một sản phẩm ERP chúng ta không phải chúng ta đầu tư chúng dùng 1 năm, 2 năm mà chúng ta có thể dùng 5 năm, 10 năm. Một cái khoảng thời gian, tại vì rất dài phần mềm ERP chúng ta cần phải hình dung là mình mà đầu tư và để sử dụng lâu dài. Có thể mình bổ sung thêm tính năng cho cái phần mềm đó, mình phải duy trì lâu dài. Thì vậy cái việc mình xác định nhu cầu là chúng ta cần triển khai ERP cho những bộ phận nào, những phân hệ nào quản lý những nội dung gì, và quan trọng nhất là chiến lược sắp tới của ban lãnh đạo. Chúng ta có hình dung như này, đầu tiên chúng ta chỉ có 5 showroom. Chúng ta nói chúng ta đầu tư ERP để hoạt động cho 5 showroom. Nhưng ban hoặc là quân doanh nghiệp chỉ có một sản phẩm. Nhưng ban lãnh đạo, chiến lược của ban lãnh đạo là sau này 5 năm tôi sẽ có 100 showroom hoặc 500 showroom. Hoặc sắp tới tôi sẽ sản xuất sản phẩm một, sản xuất thêm một số sản phẩm trong 3 năm tới, thêm một sản phẩm. 3 năm tới nữa, thêm một sản phẩm. Và các sản phẩm này thì chuyển như này. Thì cái việc này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sản phẩm ERP. Tại sản phẩm ERP thì nó là quản trị tổng thể của doanh nghiệp. Thì thứ nhất rõ ràng mình hình dung là dữ liệu, khối lượng dữ liệu sẽ lớn. Quy trình nghiệp vụ sẽ quản lý tổng thể quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ sẽ là khá phức tạp. Nên nếu chúng ta không định hướng trước được chiến lược của ban lãnh đạo thì cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn cái việc vận hành. Nhưng trường chia sẻ ban đầu cái việc vận hành sau này của phần mềm rất là quan trọng. Mà chúng ta không có định hướng trước thì cái việc vận hành của phần mềm có thể chúng ta không được như chúng ta mong muốn mà chỉ tồn tại được 1-2 năm. Nó không kịp thay đổi theo đúng theo cái định hướng của ban lãnh đạo. Thì cái này đầu cái yếu tố đầu tiên, cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta triển khai sản phẩm ERP. Chúng ta xây một cái nhà, cái đầu tiên chúng ta nghĩ là tôi xây một nhà một trệt một lầu thôi, cái móng từ đó thôi, sau này muốn thêm một tấm một lầu nữa. Nếu như chúng ta không định hướng trước thì rõ ràng móng chúng ta đổ hai lầu thì thôi, muốn xây lại thì chúng phải đập từ đầu. Thì rõ ràng cái chiến lược của ban giám đốc và lãnh đạo chúng ta khi triển khai mình cũng nên xác định là cái phát triển sắp tới cũng như thế nào để mình có thể hình thành cái sản phẩm ERP để mình có thể dùng lâu dài.
Cái thứ hai là lựa chọn nhà cung cấp. Đương nhiên, mua cái sản phẩm nào chúng ta phải coi cái ông nào có thương hiệu hay không, có uy tín trên thị trường hay không. Thì cái việc này rõ ràng bất cứ sản phẩm nào thì cũng như tương tự EB, chúng ta phải coi đánh giá lại ông nhà cung cấp đó đã cung cấp những cái mảng ngành nghề như doanh nghiệp mình đã cung cấp chưa, có uy tín trên thị trường hay không, và năng lực của nhà cung cấp đó như thế nào. Ai cũng hô hào sản phẩm EB, nhưng mà doanh nghiệp có 5-10 người triển khai EB thì mình đánh giá như thế nào, và đã có thông thuộc về ngành nghề của mình hay chưa, có sản phẩm tương thích tương tự. Rõ ràng nếu phát triển một sản phẩm mới ban đầu cho một doanh nghiệp EB, một ngành nghề thì rất là lâu hơn và cũng cái kinh nghiệm cũng không có, trong khi những doanh nghiệp đã triển khai những cái sản phẩm ngành nghề tương tự như mình rồi thì rõ ràng cái việc kinh nghiệm, việc thời gian triển khai chắc chắn nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn. Cái thứ ba là lập dự án, lập cái kế hoạch cho cái dự án. Kế hoạch ở đây bao gồm kế hoạch tài chính, kế hoạch nguồn nhân lực của mình để cùng triển khai dự án, cũng như kế hoạch cho các cái giai đoạn triển khai của mình. Một sản phẩm EB thì khá là lớn. Quản lý toàn thể phòng ban, có những công ty lớn có đến 5-6-7 phòng ban. Vậy thì chúng ta chọn giai đoạn một chúng ta làm cái gì, tập trung vào cái gì. Chẳng hạn như chị sẽ bắt đầu cái tài chính là cái cốt lõi của một doanh nghiệp, như các bạn chia sẻ thì có thể là giai đoạn một tôi sẽ đầu tiên tôi chuẩn hóa tài chính, kế tiếp tôi chuẩn hóa bán hàng, chuẩn hóa sản xuất, có nghĩa là chia từng giai đoạn ra cụ thể công việc, mỗi giai đoạn thời gian nào chúng ta làm cái gì, và nguồn nhân lực, nguồn tài lực của mình cho cái vấn đề đó chúng ta sẽ chuẩn bị lập kế hoạch cụ thể, chuẩn hóa quy trình và chuẩn hóa lại các cái dữ liệu. Cái quy trình mỗi doanh nghiệp thì khi bắt đầu hình thành phát triển thì chắc chắn mỗi doanh nghiệp đều sẽ có cái quy trình hoạt động, quy trình cho từng bộ phận phòng ban, quy trình cho tổng thể doanh nghiệp. Nhưng khi ứng dụng ERP vào hoặc chuyển đổi số, bất kỳ chuyển đổi số cho bất kỳ bộ phận nào thì rõ ràng cái việc ứng dụng vào công nghệ quy trình có thể chúng ta không, cái quy trình này có thể không đáp ứng được với cái việc ứng dụng khoa học công nghệ. Thì việc thay đổi quy trình trong quá trình triển khai bất cứ việc chuyển đổi số hoặc là triển khai EB là bắt buộc. Vậy thì cần phối hợp với nhà cung cấp sản phẩm EB hoặc là bên tư vấn, các cái bên tư vấn về tài chính, về chuyển đổi số, xem cái quy trình hiện tại của mình nó có việc ứng dụng vào cái việc chuyển đổi số, việc vào ứng dụng vào việc phần mềm đó, nó có phù hợp chưa, có cần thay đổi gì không. Thì cái việc này nó giúp cho việc triển khai phần mềm sau này của mình thuận lợi hơn, trong khi chúng ta không phải là chúng ta vừa làm vừa chỉnh sửa quy trình và rất là bất công. Thì rõ ràng việc chuẩn hóa quy trình cũng là một cái biết là thành công hay là công của một cái EB. Rồi, phối hợp với các phòng, làm sao đảm bảo sự phối hợp giữa các phòng ban với nhau, rồi giữa doanh nghiệp với đơn vị triển khai EAB và kiểm soát cũng như kiểm tra đánh giá lại tất cả các cái kết quả của cái việc triển khai EAB trong quá trình triển khai. Thì phần kế tiếp thì thay mặt phép xin giới thiệu sơ qua cái Ravo, sản phẩm Ravo EAB một chút thông tin. Thì Ravo thì là được thành lập năm 99 đến nay thì cũng đã cung cấp cái sản phẩm EB trên thị trường được 24 năm. Và sản phẩm Ravo thì cung cấp cho đa ngành nghề, chẳng hạn như ô tô, xe máy, bất động sản, quản lý khách sạn, dệt may, thép, nội thất hay xây dựng. Và đến phiên bản hôm nay là phiên bản 8R3 EB. Thì trải qua 24 năm hoạt động thì Ravo đã cung cấp rất là nhiều cái sản phẩm EB cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và lớn và các tập đoàn, trong đó có một số tập đoàn như Thaco ô tô hay Hòa Phát hay Tân Á Đại Thành, Sagico hay tập đoàn xây dựng Vicom, vân vân, và cũng đã đạt được một số các giải thưởng về các cái sản phẩm phần mềm EB. Ravo thì hiện tại có ba văn phòng chính ở Hà Nội và 2 văn phòng ở Đà Nẵng và Hà Nội. Ở Hồ Chí Minh với 450 người.
Vâng, thì chúng ta thêm xin kính chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.